Nay mình nhận thiết kế hình xăm cho một bạn tuổi Tỵ. Yêu cầu của bạn là muốn có một con rắn lớn đang ở trạng thái bình thường, tức là không giữ, miệng ngậm lại, quấn trên cây hoa anh đào. Trên hình xăm này bạn muốn có thêm ba chữ nhân trung hiếu. Bạn là người tập võ, có cơ bắp và chúng sẽ tận dụng những cái có sẵn đó làm nổi bật hơn hình xăm của bạn. Ví dụ như những nhóm cơ tròn sẽ làm bụng rắn, cơ dài và gân sẽ dùng làm thân cây hoa anh đào. Take a stand for the people, for
Savannah.
light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people. Savannah, stop the way.